Trước đây chúa là người anh em của tiên đế, có công giúp tiên đế giữ nước, nên khi tiên đế lên ngôi đã phong chúa cho người anh em như là sự tưởng thưởng công lao và giữ lời hứa cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng chúa không cam tâm với địa vị của mình mà luôn ôm mộng bá vương. Sau khi tiên đế băng hà, nên âm thầm dở nhiều thủ đoạn hãm hại hoàng thượng sau này. Giữa đồng không mênh mông như vậy, sao lại có dấu chân to như vậy? Ý, ông muốn kiếm. Ồ, muốn kiếm rồi. Ồ, muốn kiếm kìa, muốn kiếm. Hoàng thượng, muốn kiếm. Cho nên mới có điểm xấu như vậy. Người cấp biết. Đạo sư, có chuyện gì? Thánh nhân, có thánh nhân giáng thế. Cái gì? Thánh nhân? Sao lại vậy? Thánh nhân? Đạo sư, người đấy là sao? Dạ bẩm, điềm báo có thánh nhân giáng thế ở phương Nam. Thánh nhân giáng thế ở phương Nam? Thánh nhân giáng thế ở phương Nam? Dạ bẩm, vị này sẽ là cứu tinh của đất nước, việc giáng trừ bão, cứu quốc gia khỏi nạn đau binh. Nó bậy, đang yên lành thịnh trị, tại sao ngươi dám giả lên đồng dập cốt, tu ẻo đất nước lâm vào cảnh đau binh hả? Đến đâu, đem đạo sư ra chém. Quan cho thần. Chúa thượng, chúa thượng, hoàng thượng ơi. Chúa thượng, cúng sao giải hạn là chuyện thượng niên của triều đình. Trên ứng sao đạo sư nói vậy, chứ cố tình đặt chuyện làm chi? Đặt chuyện chi, tra khảo một hồi là biết liền. Và bẩm, đạo sư đã được chọn hành lễ từ thời tiên đế, đánh đập người làm lễ tế, e phạm tới trời. Người im đi. Ý của ta đã quyết, ai cản bắt luôn một lượt. Đứng đâu? Chúa thượng, em cho cha thảo tha mạng. Xin chúa thượng tha mạng. Đang yên đang lành, tự nhiên có sánh cả. Xin chúa thượng đi đâu đây? Dạ bẩm ông kêu con. Ở đây có mình tôi với bà, nguyên một cánh đồng mênh mông như vậy, tôi không gọi bà, tôi gọi ai? Tôi gọi dòng hả? Cái gì trong đó đó? Dạ bẩm ông, con mót được mớ khoai lang. Mót được hả? Dạ. Mót ở đâu? Đâu? Đưa con dạ... coi. Dạ. Đưa đây. Dạ đây. Khoai lang. Trời đất ơi, mót khoai lang mà của chà bá vậy đó hả? Cái người mà người ta thu hoạch khoai lang chắc người ta đuôi quá. Đâu, đưa coi coi. Thấy không, có nhiều cũng dối dạc thấy không. Mót khoai lang mà có bè mì nữa là sao hả? Có nhiều đó thôi mà có những lời dối dạc với tôi nữa hả? Mót ở đâu? Dạ bẩm, con mót ở đám ruộng ngoài kia kìa. Đám ruộng ngoài kia hả?
biết đám ruộng ngoài kia của ai không hả? Dạ thì đám ruộng của người ta thu hoạch rồi ông. Người ta thu hoạch xong người ta bỏ đó ông. Người ta bỏ? Người ta nào hả? Ai bỏ không cần biết, nhưng đối với tôi không có bỏ ha. Tôi có dặn đám lính của tôi á, nếu mà chúng mùa nhiều quá thu hoạch mà không có chỗ đựng á thì nó vác về, vác về xong á rồi nó quay ra đây để mót tiếp, chưa kịp mót bà mót trước à, ai bỏ ha. Bây giờ sao, có đưa lại cho tôi không hay là muốn ăn đòn? Dạ dạ bẩm ông, ở đây đâu có bao nhiêu đâu. Ông cho già này kiếm chút miếng ăn đi, chứ đụng cái gì là ông xiết hết rồi. Rồi già làm sao mà sống đây? Đụng cái gì xiết cái đó, mà cứ biết như vậy rồi mà cứ ăn cắp hoài làm sao hả? Hả? Nghèo thì lo nghèo đi, mày đặt xảo ngôn hả? Bây giờ sao, muốn đưa lại hay là muốn lên của anh? Còn chần chừ nữa hả? Dạ. Bỏ ra đây. Bực bội à. Đi, nhanh lên. Dạ. Nhiều đây cũng để cho bò ăn đỡ mũi chứ bộ. Bẩm chúa thượng, theo như lời phán của tên đạo sư này, y nói khi thánh nhân xuất hiện, thống nhất dương quyền là nặng nhất. Y nói ai? Nói chúa chứ ai? Cái gì? Nói ta hả? Linh, đừng lại. Dạ. Tại sao nhà ngươi nói như vậy? Bẩm chúa thượng, dương quyền bây giờ đang chia đôi, một nửa là của chúa thượng, một nửa là của hoàng thượng. Nhưng phần một nửa của chúa thượng càng ngày càng phình to ra, lúc đó thống nhất dương quyền rồi thì chúa bị truất hay bị giết. Tên ta mới khai thác tên này, coi đó có phải là âm mưu của tên hoàng thượng bày ra để khích bác ta không? Người nói đi, đây có phải là vở tuồng của ngươi và hoàng thượng bày ra không? Không nổi hả? Ta treo ngược ngươi lên. Bẩm chúa thượng, chuyện vừa xảy ra đều là sự thật, xin chúa thượng tha cho tôi. Còn ngoan cố nữa hả? Lên, đánh! Đánh cho ta. Dạ. Mạnh lên. Đánh mạnh lên. Mạnh lên nữa. Mạnh lên. Dừng lại. Chúa thượng, hoàng thượng giá đạo. Hoàng thượng giá đạo. Dạ, hoàng thượng giá lâm. Dạ, thần qua bên đây xem tình hình như thế nào để về bẩm báo với hoàng thượng. Ta không tìm ngươi. Chúa thượng. Dạ. Đủ rồi, tha cho đạo sư đi. Dạ, không được thưa hoàng thượng, hạ thần phải phá tan âm mưu này mới được. Rõ ràng lúc thánh nhân xuất hiện nhập vào đạo sư, trời đất nổi phong ba, ai cũng thấy mà. Cho ta hỏi, nếu đạo sư nói đúng thì sao? Quan thị. Dạ. Người cũng chứng kiến mà đúng không? Bẩm hoàng thượng, thần cũng đang khuyên chúa thượng nên xem xét lại kỹ. Đúng rồi chúa thượng, thái diệp phạt đạo sư, sao không thử tìm kiếm coi có một thánh nhân tài mạo xuất chúng ra đời thật không? Nếu đạo sư nói sai thì phạt cũng chưa muộn mà. Còn đúng thì nước Nam ta có thêm hiện tại nguyên khí dương cao. Dạ bẩm chúa thượng, thấy hoàng thượng nói có lý không? Ta nên đi tìm người tài đi, lúc đó nhiều lợi cho ta lắm. Hãy thả đạo sư ra đi, để đạo sư bấm đồ coi tìm kiếm bằng cách nào. Chúa thượng. Dạ. Ngài phải giúp trẫm.
cử một đội nhóm về phía nam. Nếu mà rước được thánh nhân về từ lúc nhỏ thì càng tốt. Hoàng thượng anh minh, lệnh thả người. Dạ. Phụ hoàng, phụ hoàng ráng lên phụ hoàng. Phụ hoàng không được bỏ Hoàng Nhi nha phụ hoàng. Hoàng Nhi, phụ hoàng sau này trở thành minh quân, lo ấm no cho ba tánh. Dạ, dạ Hoàng Nhi nhớ rồi. Phụ hoàng, hoàng đệ. Dạ, dạ có đệ đâu hoàng huynh. Hãy giúp thái tử đăng cơ. Đệ hãy giúp thái tử làm một vị vua tốt. Dạ, đệ sẽ hứa mà. Hoàng đệ cùng thái tử giữ yên ở cõi an nam. Dạ, đệ hứa mà. Đệ hứa mà hoàng huynh. Đệ hứa bằng tất cả mạng sống của đệ, bằng tất cả những gì đệ có, đệ thề sẽ chăm sóc và bảo vệ cho thái tử mà. Hoàng huynh. Hoàng Nhi, hãy nhớ lời ta chăng. Phụ hoàng, phụ hoàng, hoàng huynh, phụ hoàng, hoàng huynh, phụ hoàng, hoàng huynh, hoàng huynh ơi, hoàng huynh ơi, hoàng huynh, phụ hoàng ơi, hoàng huynh ơi, phụ hoàng, con đừng quá đau buồn, có hoàng thúc ở đây, hoàng thúc sẽ chăm lo cho con mà, hoàng thúc sẽ bảo vệ cho con, hoàng thúc sẽ bảo vệ cho con mà, bằng mọi giá hoàng thúc sẽ bảo vệ cho con mà. Hoàng thúc ơi, phụ hoàng con. Hoàng anh ơi, hoàng huynh ơi, phụ hoàng, hoàng anh ơi, phụ hoàng. Hoàng thượng vạn vạn tuế, vạn vạn tuế. Lui đi. Dạ tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn chúa thượng. Vậy chúa thượng hãy làm theo những gì trẫm nói. Trẫm hồi cung đây. Dạ, cung tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng hồi cung. Người giỏi lắm, người tài lắm, gió chiều nào theo chiều đó. Cái lưỡi không xương trở nên lươn lẹo là ngươi đó hả? Bọn chúa thượng, chúa thượng không thấy đây là cơ hội của mình sao? Sao là cơ hội? Hiện tại hoàng thượng giao cho chúa thượng đi kiếm hiền tài, thì cứ kêu quan quân đi kiếm. Khi mà kiếm được rồi, chúng ta triệt để trừ hậu quả, rồi về kết tội cho lão đạo sư nghe lời vua suối biểu âm mưu triệt chúa đi. Nhân đó ta có cớ để truất vua lên cho gọn. Sao lại mất công như vậy? Tại ta chưa muốn thôi. Nếu muốn, chỉ cần cho tên nhóc đó một chén độc dược thì có phải gọn hơn không? Bẩm chúa thượng, chúa thượng cũng biết trong phép trị nước, muốn cho thiên hạ tâm phục khẩu phục thì phải có chính danh. Tự nhiên hoàng thượng lăn đùng ra chết thì người có động cơ giết vua chính là ai? Là chúa thượng chứ ai. Khi mà chúa thượng lên ngôi vua thì chúa thượng là ông vua tím ngôi. Lúc đó lòng dân oán than, thù trong giặc ngoài, nguy hiểm lắm chúa thượng ơi. Ta mà sợ gì cái đám dân đen ngu dốt, lo là lo cái đám cận thần ba phải thôi. Ngoài mặt thì im lặng, nói gì cũng gật, mà ta sơ hở một cái là nó trở mặt phẳng chắc hồi nào không hay. Thứ xạo trá bất trung. Là bởi vì ai cũng biết trong cung bây giờ là hạ chúa lộng quyền. Cái gì? Là quyền chúa ác vua. Cho nên đám cận thần bảo hoàng đó không có chuyện đâu, nên xin chúa thượng hãy cẩn trọng.
quay đem qua cho Giang lấy thảo nè. Dì ba, dì sao vậy? Dì qua đây ngồi đi. Trời, sao hồi này con thấy dì yếu nhớt trong người vậy? Mà thuốc con mang qua dì uống hết chưa? Hay là nhịn ăn nữa đúng không? Mất cái chứng gì, mấy bữa nay cứ ói hoài ói quỷ, mệt chết luôn. Ăn cái gì cũng không có vô hết. Trời ơi, con nói thiệt với dì nha, má là dì tuổi này á, chứ mà trẻ trẻ hơn là con gặng hỏi cho bằng được là của ông nào rồi đó. Hả? Hồi trẻ tao mà có chồng á, bây giờ là tao có chắc luôn rồi. Nói tầm bậy tầm bạ cái gì không à. Không phải đâu, mà mấy cái triệu chứng này nè, y chang con hồi có bầu sắp nhỏ vậy đó. Mà nhất là thằng tèo của nha. Trời ơi, con ói gì mà ói ói tới thấy thương luôn vậy đó. Đó, thấy chưa, y luôn, y chang luôn. Y chang con luôn rồi đó, đó, đó. Dì ba, nó nhóc nhết. Không lẽ dì ba? Mày, cái gì? Đó, thấy chưa? Sủ. Đó. Sao ta thấy có cái gì nhúc nhích ở trong á? Trời ơi, không thể nào. Dì còn lớn tuổi hơn má con, sao dì có thể với ai vậy? Với cái đầu mày, nói cái gì tầm bậy tầm bạ không à. Đạo sư, ngươi đừng sợ, có ta ở đây. Dạ. Nếu mà theo bấm độn của ông, trong lễ cúng sao thì đã tới kỳ thánh nhân xuất hiện đúng không? Khởi bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng cứ coi như là hoàng thượng tự nhớ, chứ không phải là hạ thần nói. E là kỳ này thần rơi đầu mất. Ta biết là không nên nói với ai, nhưng mà nếu đúng như vậy thì mình phải rước thánh nhân về triều sớm thôi. Dạ bẩm, thần nghĩ là rước thánh nhân về ngay lúc này là phức tạp lắm. Ý ông là biết thánh nhân có sống sót tới lớn để giúp nước hay không? Hoàng thượng không thấy quan mà chánh trực thanh liêm một chút là bị thanh trực hết rồi sao? Trầm hiểu rồi, ta phải bảo vệ thánh nhân cho kỹ mới được. Dạ. Ba, gì đó con nghe đi, dì giấu con mấy tháng trời rồi, bây giờ sắp tới ngày sanh tháng đẻ rồi, dì nói con biết ông nào để con nói ông chịu trách nhiệm cho. Thì tao nói vậy rồi, bay không tin thôi về đi. Trời ơi dì ơi, dân làng á cứ thắc mắc liên tục, mà con giấu miết cũng mất mệt luôn à. Mà thôi bỏ cái chuyện này qua bên luôn đi, bây giờ dì già cả rồi, sanh nở lỡ có chuyện gì thì ai nuôi đứa nhỏ? Con ở bên bển hai đứa, con không có lãnh được đứa nào nữa đâu nha. Dì ba, dì nói đi mà, nói đi chứ có người phụ. Cứ cho là sanh suôn sẻ đi. Nhưng mà dì sống với lại đứa nhỏ được bao năm, dì nói con nghe coi. Trời xanh trời giữ, mày hỏi tao rồi tao trả lời sao đây? Dì ba, dì nói con nghe đi, đứa nhỏ mà chui ra là hết dấu rồi nha. Nó cũng phải biết cha nó chứ. Tự nhiên cái gì nói là gì đi đồng đạp dính dấu chân cái có bầu, ai tin trời. Thôi, bay đi về lo công chuyện của bay đi. Đi. Thiệt luôn. Thôi được rồi, con về con lo cơm cho sắp nhỏ đây. Dì cẩn thận nha. Từng tuổi này mình đâu có làm gì ác đức đâu, mà trời Phật phạt mình vậy. Nếu thiệt mình sinh ra đứa nhỏ thì không biết ăn làm sao, rồi nói làm sao với mọi người đây. Ừ.
Thật ra ta giao bên phụ chúa kiếm thánh nhân, nhưng đó chỉ là ngoài mặt thôi. Ta muốn ngươi âm thầm theo dõi vụ này, ngươi hiểu chưa? Thần sao hoàng thượng? Thánh nhân phải được đảm bảo sống sót toàn mạng trở về trường. Bộ có ai muốn ám sát thánh nhân hả hoàng thượng? Phải, ta lo lắm, ngươi hiểu mà. Ai hở ra có chút tài năng là bị chúa triệt hết, nói gì là thánh nhân. Đa tạ hoàng thượng đã tin tưởng hạ thần, hạ thần sẽ lãnh nhiệm vụ này. Tốt, nếu kiếm được thánh nhân thì đích thân ngươi phải hộ tống người về cung, không được giao cho bất cứ ai, ngươi hiểu không? Thần hiểu rồi, thưa hoàng thượng. Xem ra ta cũng hơi coi thường hoàng thượng rồi. Nhưng mà cũng hay, hoàng thượng giao cho ngươi quản nhóm đội tìm kiếm. Một công đôi việc. Ngươi biết ta muốn sao rồi đó. Làm đi, về có thưởng. Bẩm chúa thượng, hạ thần sống chỉ có một mình mà thôi, không vợ không con, cho nên không cần quà cáp gì. Tưởng nhà ngươi nói có vợ có con chắc thiên hạ đại loạn quá. Chú thượng, kỳ quá à. Yên tâm, ta biết ngươi cần thứ gì mà. Làm đi, sau này ta lên ngôi, ngươi chắc chắn không phải quan thị công công quèn này đâu. Chú thượng thật là anh minh, đi guốc trong bụng hạ thần. Đi đi, kiếm cho ra thánh nhân, chém trước tấu sau. Đi đi. Đi đâu? Đi. À, đi lối này. Có mấy con cá này chút tôi về hái mớ rau nữa là xong. Nấu nồi canh. Ê bà, ai giống Sủ quá vậy? Ờ, nó đó. Sủ, nghe nói bà sắp đẻ phải không? Cái gì? Ai đẻ? Thôi, mày giấu hoài, thiên hạ người ta đồn ầm lên ai cũng biết. Ê mày, bả già sao bả có bầu được hay vậy mày? Bầu bị gì? Ai nói mấy người, không có ai có bầu gì hết trơn á. Ê, bả già vậy, có khi nào bả bị cạo đầu bộ dôi không mày? Rồi, tôi sợ bả không qua nổi cơn chuyển dạ thôi. Chứ ở đó mà còn sống cho mình cạo đầu bôi vôi và ngắt rồi. Thôi mấy người lo làm chuyện của mấy người đi, nhiệt chuyện quá. Nhỏ này, làm gì bên bả dữ vậy không biết. Thôi mình đi đi. À, bà ơi bà, con xin bà tha cho con. Quá con biết lỗi rồi bà. Bà ơi, con biết tội rồi bà. À, bà ơi, con xin bà tha cho con đi. Chết ơi à. Bà ơi hả? Hả? Tại sao mày dám lấy gạo mày cho người ta hả mày? Bà ơi, chỉ có mấy nấu gạo thôi mà, sao bà đánh con dữ vậy bà? Trời ơi, mày chết khỏi mày chứ hả? Bà tha cho con đi bà ơi. Tha hả? Trời ơi, như vậy mà tha nữa hả? Bà ơi, cái gì mà ôm sầm mấy chân vậy? Bà ơi, chuyện gì vậy? Ông coi nè, cút vô đâu cho tao nghe chưa? Tha cho con đi. Cho mày nhịn ăn đi. Trả cái đống gà đó cho tao nghe chưa? Dạ. Cái vụ gì vậy? Hả? Trời ơi, mà trời chuyện ơi, gì? Quá đi mà. Tôi mới đuổi thằng Tuất đó. Nó nói xấu tôi cái vụ tôi không trả công cho nó mấy năm. Còn cái thằng này nè, sao? Nó dám xúc gạo nó cho mấy cái thằng gia đình. Tôi định, tôi bắt tại trận, tôi quýnh một trận, tôi dằn mặt cho nó tởn mà. Vậy hả? Chứ gì nữa. Để tôi quýnh á, tôi quýnh nó mới sợ. Tôi quýnh nó vậy đủ rồi. Ông mà quýnh nữa nó bỏ việc rồi ai làm? Thiếu cha gì mà bà lo. Để nó làm 1-2 năm thôi, kiếm chuyện quýnh nó để quỵt nợ, chứ để lâu á khó quỵt tiền công nó lắm. Trời ơi, biết là vậy rồi, nhưng mà thằng thiệt á, nó làm gấp mấy lần người ta lận. Để nó cho tôi xử lý. Rồi cái vụ cái bà bầu bì ở cuối làng đó, ông kiểm tra chưa? Trời đất ơi, tôi biết bao nhiêu công chuyện, vừa chuyện làng vừa chuyện xã nè, làm như tôi ở không vậy. Ông việc gì? Tổ tôm đèn bàn hả? Nè, tôi nói rồi nha, sau này mà dân tình bàn tán á, lớn chuyện rồi đừng có trách tôi nghe chưa. Trách gì? Đừng có nói là tôi không báo trước nghe chưa.
ngu mà không bao giờ chịu ngu hết trơn á. Bà nghe, bà là vợ tôi nghe, chứ không phải bà là bà nội tôi đâu nghe. Nói chuyện cái giọng trên đầu trên cổ người ta. Ông nói vậy là ý gì? Ý ông nói tôi già đó hả? Bà. Ông này ông xí với tôi nữa hả? Chắc con nghĩ vụ thánh nhân gì đó bói ra ma thôi, chứ kiếm hết rồi có ra đâu. Kiếm đi, không để bỏ sót một đứa nhỏ nào. Dạ, thánh nhân ở đâu, chứ ở cái xứ này thì... Cái gì? Hả? Chuyện gì vậy Quang? Cái gì mà gớm quá vậy? Quang ơi, cái gì vậy Quang? Ai biết? Sao giống cái vụ hôm bữa vậy Quang? Cái gì? Đi kiếm ngay, đi vô trong làng, còn có đứa nhỏ nào mới sinh hay không? Lục soát từng nhà, không bỏ sót một nhà nào nghe chưa? Ghê quá Quang ơi, Quang. Trời ghê gì mà ghê, đi lên, đi lên. Dạ. Ghê quá à. Dạ, đau quá. Thở. Dạ gì vậy, ráng lên dì ơi. Dạ ơi, ráng lên đi, sắp ra rồi. Rặn đi dì, rặn đi. Mạnh lên vậy. Con trai hay con gái vậy? Con có việc gì ấy? Cái gì vậy? Cho ta coi coi. Dì ơi, coi nè. Trời, hai gái vậy? Dì nhìn đi. Trời ơi, dì ba ơi. Lần đầu tiên trong đời con thấy cái cảnh tượng này luôn á dì ba. Bây giờ tính sao đây hả dì ba? Sổ, bây giờ bển đi, đừng nói cho ai biết. Dì ơi, dì. Dì ơi. Dì ơi, dì đạp trúng phải dấu chân ma quỷ gì rồi? Dì đạp chết nó đi. Chứ để nó sống vậy, nó hại chết nhưng làm mình thì sao? Đừng. Mày về đi, để tao tin. Bây giờ dì thấy trong người dì sao rồi? Hả? Hả dì? Tao chỉ muốn chết thôi. Hả? Đừng nói cho ai biết. Đi đi. Mà dì tính nuôi hả? Không có được đâu nha. Qua ai vậy không? Hả? Chết rồi. Qua ai không? Dạ tiếp qua nè. Dì ơi, đi ra chặn lại đi. Dạ. Đi đi. Dạ. Đi giật. Mụ kia, làm gì mà như ma đuổi vậy? Xém nữa là tông bể mặt ông rồi. Dạ tại con, tại con sợ. Sợ cái gì, sợ cái gì, nói. Không sợ gì hết. Dạ mấy ông kiếm ai vậy? Ở đây có đứa nhỏ nào vừa mới sanh tức thời lúc trời đang sắp chớp không? Dạ làm gì có đứa nào. Dạ. Để ra. Là.
vậy? Ôi, trời ơi. Mấy ông kiếm ai vậy? Ở đây có ai mới sanh xong? Nhà có bà già này thôi, có ai đâu sinh nở. Có mình bà à Quang ơi, không có ai trong tuổi sanh đẻ nữa Quang ơi. Vậy mấy cái thứ này là mấy cái thứ gì? Dạ bà bị bệnh, mấy bữa nay bà nằm liệt, con qua con phụ lo mình cho bà thôi, chứ đâu có ai sinh đẻ gì đâu Quang. Dạ Quang ơi, thôi mình đi đi Quang ơi. Nhìn ghê quá à. Cái xứ gì đâu mà vừa xa vừa nghèo thấy thương luôn hả à. Ma quỷ nó còn muốn giáng thế ở đây nữa, huống chi mấy thánh nhân gì đó Quang ơi. Thôi mình đi đi Quang. Im đi. Biết ai mà sinh đẻ báo ta liền, ai mà dám che giấu ta sẽ được quyền tiền trảm hậu tấu. Ủa mà mấy ông kiếm đứa bé mới sinh chi vậy? Ta là mệnh quan của triều đình, được hoàng thượng phái xuống đi tìm kiếm thánh nhân để nuôi dạy thành hiện tại, để sau này giúp vua giúp nước. Người nào mà biết chỉ ta liền. Ôi trời ơi, không ổn rồi dì ơi. Nói là để kiếm thánh nhân hiện tại đem về cung nuôi giáo dưỡng, nhưng mà sao lại nói là tiền trảm hậu tấu, mặt mày thì ớn luôn à. Dì ơi, chắc nói vậy thôi, chứ con nghĩ á, dù gì mà sinh ra con quái vật này ở trên phải bấm quẻ biết rồi mới xuống, mới có cái kiểu mà đã giết kiểu này. Dì ơi dì, thôi giờ dì giết đi, chứ để lộ ra là chết chùm đó dì, không ổn đâu. Trời ơi, thôi con đi về đây. À, chết rồi, quên đôi guốc. Hoàng gia nghiệp chướng gì mà mày lại đầu thai vô trong bụng của tao vậy, con cóc xấu xí kia? Bây giờ để con chết mà giết thì dẫu sao thì cũng 9 tháng mày lớn lên ở trong bụng của mẹ mà. Vậy là về hả Quang? Ở đây ghê quá à. Ngươi đúng là tên lính ăn hại, chưa tìm ra người mà cứ than vãn. Gặp chủ làng chưa? Chưa gặp chủ làng, nhưng mà mình đã xông vô từng nhà rồi, Quang cũng thấy mà. Không thấy hả? Lỡ như có một người đàn bà nào đó đi làm ăn xa rồi đẻ rớt ngoài đồng ngoài ruộng thì sao? Nếu vậy con nghĩ tổ chức việc làng xã cũng không biết, cái gì nó cũng không biết hết, làm sao nó quản nổi mấy chuyện này. Im đi. Nhiều chuyện ngươi có biết là sắm cạn hay không? Có điểm đó, kim chủ làng ngay. Dạ. Ê ê ê ê ê, hai người kia đứng ngay đó, chờ tôi chút coi. Mấy ông lại ở đâu tới đây? Mới vô làng người ta sọc hết nhà này, sọc hết nhà kia, không xin phép tôi làm sao? Mấy ông có biết là phép vua thua lễ làng không hả? Người đoán hay lắm. Người chắc là chủ làng. Biết chủ làng rồi mà dám ngươi này ngươi nọ hả? Ngươi là ai? Cái tên ai nằm mấy nữ kia? Tôi ghen. Trời đất ơi, thấy chưa, thấy chưa? Tôi ghen. Ta sẽ chém nhà ngươi. Trời 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 trời. Cái tay. Ta là mệnh quan của triều đình, tuân lệnh nhà vua để đi kiếm hiền tài. Ta sẽ về bẩm báo với thánh thượng, nhà ngươi không coi phép vua ra gì, để coi nhà ngươi còn dám to gan như vậy không. Ta sẽ chém nhà ngươi. Dạ thưa bẩm quan, con có mắt như mù. Dạ xin quan tha tội. Tại vì con thấy quan á sập vô từng nhà mà không báo con tiếng nào á, con tủi. Phải chi mà quan nói với con biết nha. Con mời quan đến nhà, con mời nước quan, rồi quan hỏi tên nào ở đâu á, con biết danh dách hết.
từng nhà luôn đó quan. Ngươi nói ngươi biết hết hả? Dạ, đàn bà trẻ con gì á, ai mới đẻ nằm trong bụng của con này quan. Nằm trong bụng ngươi? Dạ. Tóm lại, bao nhiêu người sanh con trong hôm nay? Dạ, không có ai hết đâu quan. Quan, hình như quan vô cái làng của con để quan kiếm hiền tài thánh nhân gì đó phải không quan? Ừ. Quan ơi, cái làng của con là ma chê quỷ hờn rồi, không có thánh nhân nào mà dám giáng thế vô cái làng của con đâu quan. Người chắc là không có ai. Dạ lời con nói như đinh đóng cột. Có thánh nhân mà hiện xuống cái làng con nghe là con mua đồ cúng liền. Tại tính của con á, con mê cái vụ mà kỳ kỳ lạ lạ này lắm. Ta tạm tin nhận. Dạ. Nhưng mà nếu như ngươi phát giác ra bà nào sinh ngay lúc sắm cạn, dạ, thì hãy báo cho ta biết. Dạ. Phần thưởng khi bắt sống thánh nhân, dạ, là 100 nén vàng. À, trời ơi, 100 nén vàng. Bề ngoài là kiếm thánh nhân. Dạ. Giao nộp còn sống, dạ, thì 100. Còn nếu giết được, dạ, 200 nén. Hả? 50 nén vàng. Có 50 nén hả? Dạ. Ủa, mà sao giết thánh nhân? Có liên quan gì đâu? Không phải chuyện của ngươi. Dạ. Không được hở ra chuyện này. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Ất ơi. Dạ. Đi thôi. Dạ. Ừ. Sao kỳ vậy ta? Còn sống thì 100 nén vàng, chết thì có 50 nén. Sao kỳ vậy ta? Dạ. Khó hiểu. Chào thì... ông. Dạ. Ông đến đây làm gì vậy ông? Ê kìa. Ờ, dạ. Từ hôm qua tới giờ trong làng mình có ai để rơi để đớt gì không hả? Ờ, dạ không. Mấy ổng rà soát hết rồi mà. Tao biết là như vậy rồi. Ý tao muốn nói á, mày coi cô có đứa nào đi làm ăn xa, dạ, rồi đẻ rơi đẻ rớt gì đâu đó không? Tao nói cứng cho có vẻ sâu sát tình hình chứ tao có biết gì đâu mày. Nè, chưa kể mấy cái đứa ăn cơm trước kẻn nha, rồi sợ bị cạo đầu két vôi nó, thấy không? Ông nói vậy chứ con thấy ông là người sâu sát nhất đó. Phải không? Có bao giờ mà ông bỏ sót nhà nào mà không xiết lúa đâu. Ừ. Thậm chí mấy người không làm cho ông á, đi bốc lúa ông còn biết mà. Ừ. Thì có bao nhiêu mặt trượt ra hết rồi còn đâu. Mày. Dạ. Có khi nào thánh nhân hiện ra thiệt không mày? Phải chi có thánh nhân mà hiện ra thiệt ha. Để tao coi nó làm sao. Tao khoái cái gì mà lạ lạ là lạ lắm. Nhất là lạ lạ mà có tiền 100 nén vàng đó, chứ không phải 100 vỏ sò đâu nghe mày. Ê thiệt. Dạ. Mày ráng giùm cho tao. Không có, kiếm làm sao cho có. Để vào tay người khác không yên với tao đâu. Ừ. Nhớ đó nghe mày. Trời ơi, mình tưởng tượng nha. Thánh nhân cái đây. Cái mình ở đây mình phóng vào bắt thánh nhân. Thánh nhân xong cái mình phóng qua đây đưa cho quan. Cái quan rõ vàng xuống đây 100 nén vàng. Trời ơi chắc chết. Dì ba. Dì sao rồi dì ba? Sao rồi? Con có nấu đồ ăn đem qua cho dì nè. Cảm ơn nha. Để khỏe khỏe tao đi làm mướn rồi trả lại cho. Trời ơi, mệt dị quá. Có gì đâu. Mà dì thấy trong người khỏe thiệt chưa? Ừ, khỏe rồi. Ui. Nè, dì đập đi. Còn nếu mà dì sợ dì để con đập cho. Thôi, cứ để yên đó đi. Không có được đâu. Sáng nay ông chủ làng với lại ông Thiệt săn lùng nữa đó. Cái vụ này á, càng để càng khó giữ bí mật đó dì ơi. Mà giữ chi cái con cóc quỷ này. Dì đi đâu vậy? Thì đi. Nếu đập á, thì để tự tay tao đập. Ê bà kia.
Nghe nói có thánh nhân giáng thế đâu xung quanh đây đúng không? Có ai thấy cái chuyện gì mà kỳ kỳ lạ lạ khác khác gì ở đây không? Dạ không thấy. Có ông giáng thế chứ thánh nhân nào giáng không? Mày, cái vụ gì mà tao thấy mày với bà lén lút giống như ăn trộm vậy hả? Dạ đâu có gì đâu. Dạ đâu có gì đâu ông. Tôi bệnh, nhỏ này nó qua đây nó phụ tôi à. Ông ơi. Vậy con nói rồi, không có ai lấy cái gì của ông đâu. Ông nhầm gì ba kìa, lớn tuổi vậy sao sinh đẻ được nữa. Dạ phải rồi đó ông, tôi bệnh mấy bữa nay đi không có nổi. Không có mót cái gì trên đất của ông hết á. Mà người ta cũng mót hết trơn rồi, tôi đâu còn gì nữa. Nè, bà với con Sửu, thấy đàn bà con gái xung quanh cái làng này mà có ai chịu đẻ gì nghe, báo liền nghe chưa? Giấu giếm mà sao lại được phát hiện được, biết tay tôi nghe chưa? Dạ. Thiệt. Dạ. 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 Nè, đi về đi. Đi hai người bị nghi đó. Tao đi chút tao về liền. Mày nhìn nhớ là đập chết nó nghe chưa? Biết rồi. Đi đi. Ông ơi ông, mình để đây chi vậy ông? Ê thiệt, tao thấy trong nhà có cái gì đó tao nghi vấn. Mày vô mày lục coi, có cái gì để tao làm tang chứng không? Trời ơi, cái nhà này nhìn vô có thấy hết trơn rồi, có gì đâu lục ông. Mày cãi tao hả? Bây giờ mày có đi không? Dạ dạ, con đi liền. Thật thiệt. Ông ơi, ông có gì mày? Không có gì khả nghi hết trơn ông ơi. Không có gì khả nghi hết hả? Dạ không. Sao mà tao thấy hai người này á có cái gì gian gian mày. Thôi giận vậy, mày đi theo dõi bà đó, tao theo dõi con Sửu. Có cái gì lợi báo cho ông biết, nghe chưa? Dạ. Bây giờ tao đi nha. Dạ. Không có người mẹ nào muốn hại con, nhưng mày là yêu nghiệt, để mày sống, lỡ mày hại người ta thì sao? Mày chỉ là một con cóc, chắc không đến nỗi hại tới ai. Thôi thì mày tự sanh tự diệt, miễn sao mày đừng có về phá làng phá xóm là được rồi. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!
Mày mới kêu mẹ sao? Mẹ đừng có lo, con không phải là phá sớm đâu. Cho con về nhà đi mẹ. Mày biết nói tiếng người thiệt hả con? Dạ. Người ta đang lùng sục, biết tao sinh ra quái thai thì mày chết đó. Không về được đâu. Ở yên đó đi, lâu lâu rồi mẹ lên nha. Mẹ, mẹ nhớ thăm con nha. Ở đây một mình buồn lắm. Mẹ biết rồi. Con ở yên đó nha. Dạ. Ông này có thổ phải không? Ông lại gì mà như xuất quỷ nhập thần, làm người ta hết hồn à. Con đi hái cái gì vậy? Hái rau cải trời về nhà nấu canh. Ừ. Con hái ở đâu vậy? Hái trên đất người ta chứ không phải nhà ông đâu. Nè, con hái trên đất của người ta làm chi? Con vô trong ruộng của ông á, con hái thoải mái. Ủa, bữa nay bị gì vậy? Bị cái gì là bị cái gì? Đang khi không có ông, rộng rãi ngang hông mà. Ba cái rau cải này á, nhầm nhò cái gì con ơi? Con mà biết điều với ông nghe, con sẽ được tội nguyện. Một nén vàng đó không có giỡn nữa nghe mày. Cái gì? Một nén vàng hả? Ừ. Ủa làm gì mà được một nén vàng đó ông nói đi. Mày thật lòng nói cho tao biết, mày với bà ba đó ai sanh? Mày sanh đúng không? Tao biết rồi đó. Trời ơi, ông biết gì mà biết. Ông nghĩ sao mà nó con sanh vậy? Nè ông nhìn cái bụng có coi sắc rạc nè. Nếu mà cái người mới sanh á, cái bụng nó xề xuống vậy nè. Ông nhìn con đi. Mày nói gì kỳ vậy? Tao không sanh nè, bụng tao cũng xệ vậy. Ai biết ông? Nè, chắc chắn là có người sanh. Mày không sanh, không lẽ bà ba bà sanh? Trời ơi, để nó không ai rồi mà bà ba bà già vậy sao bà sanh? Ừ. Tao nói cho mày biết nha, đứa nhỏ đó là hiền tài của đất nước đó. Triều đình đang ra lệnh đem đứa nhỏ đó về cho triều đình nuôi đó. Không giỡn đâu. Mày mà giấu nghe là mang tội khi quân đó mày biết không? Gì mà ghê vậy? Ủa đứa nhỏ là hiền tài hả? Ừ. Rồi vua đang kiếm đem về nuôi. Ừ. Nhưng mà sao bữa đó con nghe là tiền trảm hậu tấu gì mà? Trời ơi, người ta làm như vậy á để cho tụi bay sợ, tụi bay khai ra. Nè, mày nghĩ đi, mày làm cả đời á không biết được một nén vàng đó hay không nha. Trong lúc đó hai đứa con của mày không lẽ suốt đời cái ăn rau với cháo, cháo với rau, tối ngày cái hết cả trời tới cả đất, hết cả đất tới cả lộn hả? Có vàng đi rồi cho con nó ăn vàng. Con nấu rồi con đâu biết gì đâu. Suy nghĩ kỹ đi, đừng có chậm trễ quá, rồi một nén vàng vuốt cái tay người khác đó. Đừng có tiếc nha mày. Ông đây à. Một nén vàng. Bẩm hoàng thượng, thần đã chạy sọc vô từng nhà để tìm kiếm mà không thấy tăm hơi. Thần đã giao cho chức việc làng xã điều tra tìm kiếm cho thật kỹ. Khanh làm quá. Hả? Kiếm hiện tại chứ đâu phải là truy nã phạm nhân, đâu cần phải làm lố như vậy. Thần hơi lố. Có điều hôm bữa ta lại thấy sấm càng, rất trùng hợp với lại lời của đạo sư. Bẩm hoàng thượng, thần cũng thấy vậy. Thần sẽ cho người kiếm tiếp. Nhớ là tìm kiếm hiện tại chứ không phải truy nã phạm nhân. Thằng thiệt này đi đâu mà chưa về vậy ta? Mày làm gì cái mặt mày thẫn thờ vậy? Thiệt.
Dạ ông kêu con. Sao rồi? Dạ sao gì ông? Trời ơi. Dạ không sao. Dạ không có gì hết. Ê thiệt. Dạ. Tao nghi quá mày. Hình như là đứa bé đó là con Sủ đẻ đó mày. Sao được ông? Chị Sủ dù gì cũng hai đứa con rồi, mà chồng chị mất rồi, sao mà sinh đẻ được nữa. Vậy mới nói chứ. Cái quan trọng là chồng chết. Thí dụ như nó tặng kiểu với thằng khác đi, nó sợ bà con trong làng biết, nó rồi cái nó giấu làm sao. Dạ con nghĩ là không có đâu ông ơi. Mà nếu có thì ông mới nói cái vụ là vua nuôi đó. Nếu mà có thì chị sẽ đưa cho vua nuôi chứ giấu làm chi. Ha, mày nói nghe cũng phải. Sao ngộ vậy ta? Rõ ràng á là bữa đó tao đứng trước sân nha, tao nghe cái mùi đàn bà đẻ nó lan tỏa khắp căn nhà của bà á mày. Thiệt. Vậy hả? Dạ. Hồi nãy tao kêu mày theo cái bà đó, theo dõi, mày làm cái gì đó bị lộ rồi mày né đúng không? Dạ. Dạ đâu có đâu ông. Với lại mấy cái vụ theo dõi này cũng không quen ông ơi. Tao bảo đảm cho mày biết, hai người đó có chuyện gì đó mờ hả. Bây giờ vậy, mày cứ theo dõi đi. Có chứ không phải không đâu. 100 nén vàng đó, còn được gặp mặt thánh nhân nữa mày. Mày làm cái gì ngơ ngơ ngác ngác vậy hả? Dạ dạ không có gì ông ơi. Dạ thôi con ra sau nhà mà công chuyện nhau. Thằng này bữa nay sao ta? Đừng, đừng hại tôi. Đừng. Bà là ai? Bà đừng hại tôi. Ngươi yên tâm, ta không có hại ngươi đâu. Nhưng bà là ai? Ta là ai, ngươi không có cần biết. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, đứa con mà ngươi đẻ ra không phải tầm thường. Nó có một sứ mạng rất đặc biệt. Sứ mạng đặc biệt? Phải. Nhưng nó là con cóc, là quái thai mà. Phải. Nên người phải cố gắng nuôi nấng và chăm sóc cẩn thận. Người nhớ đó. Chắc là mình sốt cho nên mê sản thôi. Có thánh nhân giáng thế đâu xung quanh đây đúng không? Có ai thấy cái chuyện gì mà kỳ kỳ lạ lạ khác khác gì ở đây không? Ta chỉ muốn cho ngươi biết, đứa con mà ngươi đẻ ra không phải tầm thường. Nó có một sứ mạng rất đặc biệt. Mẹ, mẹ nhớ thăm con nha. Ở đây một mình buồn lắm. Nhiều quá. Kỳ này con no bụng rồi. Dì ba. Dì làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu. Trời ơi. Dì bắt mối hả? Vậy là dì chưa đập chết con cóc đó đúng không? Rồi mà. Xạo. Dì giấu nó ở đâu? Dì biết không? Người ta nói nó là hiện tại á, tính đem về cung cho vua nuôi. Dì đem nó về đi. Ai nói vậy? Ông chủ làng. Thì hôm bữa quan quân về đây nè, cũng vì cái vụ đó đó. Nói cái gì cho dễ tin chút đi. Con cóc mà là hiện tại. Thiệt đó mà. Thôi mày đi về đi, để tao còn làm công chuyện nữa. Đi đi.
Ủa, cái bà này sao hôm nay nhìn bả kỳ cục quá vậy? Vẫn ở y ở đây sao? Dạ. Ăn uống gì chưa con? Dạ chưa. Nè, mẹ đem đồ ăn lên cho con nè. Không cần đâu, con tự kiếm được. Nói năng được mà sao lại là con cóc chi cho khổ vậy không biết nữa. Đã già cả rồi, tự nhiên sinh đẻ là muốn độn thổ rồi. Phải chi là thằng nhóc cho nó đỡ. Dạ, con là cái thằng mà mẹ. Không những vậy, con còn đẹp trai luôn nữa. Rồi mẹ coi. Mệt quá, thôi ăn đi. Là thằng nhóc thì được ẩm bồng, nựng niệu. Con là con của mẹ mà, con có xấu xí, nhưng mẹ vẫn nựng niệu thì mới phải chứ. Gớm quá, tôi chưa dục đi là hên lắm rồi. Nè, liệu mà ở yên ở đây nghe không? Đừng có mở miệng ra nói chuyện với ai đó. Tới tay chủ làng là chết đó nghe không? Để yên yên á, rồi mẹ đem con về ha. Con biết rồi mà. Nhưng mà có mẹ ở đây thiệt là vui luôn á. Cốc, tối con ngủ trong hang có lạnh không? Vậy là mẹ cũng lo cho con đó chứ. Mẹ yên tâm đi, con không có lạnh. Mà mẹ ơi, sao mẹ không đặt tên cho con vậy? Cốc mà tên tuổi gì? Phải chi là cái thằng á, thì còn được kêu là thằng Tí hay thằng Tèo gì đó. Mẹ kỳ quá. Đứa nhỏ nào sinh ra mà không có tên? Nhỏ thì tên hồi nhỏ, lớn thì tên lúc lớn. Có mình con thì không có à. Cái thằng nè. Vậy thôi à, mẹ kêu con là Tí nghe. Dạ. Nè. Con thích quá à. Thằng Tí của mẹ.